Xin chào anh Tâm ạ. Thì anh Tâm chia sẻ qua một chút là anh Tâm là đã bị tai biến đột quỵ. Và sau đấy thì bác sĩ kết luận rằng 99% anh Tâm phải nằm một chỗ ạ. Cả đời anh Tâm ạ là phải nằm một chỗ. Nhưng hôm nay các anh chị thấy chứng kiến một con người như nào ạ? Như nào ạ? Đi lại bình thường đúng chưa? Đẹp trai, to cao, trai tráng có đúng không ạ? Khỏe mạnh lại bình thường. Khỏe mạnh lại bình thường, vâng ạ. Xin mời anh Tâm chia sẻ. Dạ. Bây giờ là một người bình thường có lên bắt tay với tôi thử không? Đó, ai lên bắt tay với tôi thử coi có đau không? Bao nhiêu liệt hết rồi, 100% là bao nhiêu là mình không bao giờ nghĩ có ngày hôm nay đứng lên khóc mà chia sẻ cho các bạn được. Mà mình được hồi phục lại như vậy, phải nói là hạnh phúc cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Trước đây mình là một nghệ nhân về làm tượng Phật đó các bạn. Thì sau khi mình bị tai biến là mình không có bị được, làm được nữa. Rồi mình hồi phục lại như vậy á, là giờ mình làm lại bình thường. Giống như ngày xưa lại thật vi diệu luôn đó, quý vị. Lỡ tay cái. Khi mà mình đã nằm bệnh viện á, thì lúc đó mình đã liệt ở bệnh viện 175 á các bạn. Thì mình đã liệt hết tứ chi rồi. Như là mình hai người kẹt mình để vô toilet cũng không nổi nữa, làm ngã qua ngã lại như không có một cái sức gì hết đó các bạn, như là mình coi như là thành thế nhân rồi, không còn cái cảm giác gì nhúc nhích được ngón tay nữa, thì là tay chân gì mình liệt tứ chi hết rồi. Thì mình làm nghề tượng Phật, mình có đệ tử cũng bị tai biến, nhờ cái chị Phượng thì mới nói là sư phụ ơi, sư phụ đừng có buồn nữa, để con dẫn bà thầy này qua chăm cho sư phụ sẽ khỏe lại, đi lại được bình thường. Mình nói trời ơi, mày nói đùa hay sao, trong bệnh viện 175 mà người ta còn chữa không được, làm sao mà có cái chuyện mà bên đông y mà chữa được như vậy, tao không tin. Thì mình không có tin đâu, tới giờ mình còn chưa xin lỗi nó nữa. Thì nói sư phụ cứ tin con đi, không tin sư phụ cứ thử đi. Thì sư phụ thấy lời của con nói, mà lúc đó thì mình cũng nói thôi, nếu mà nhà mày nói vậy đó thì thỉnh cái bà thầy đó qua đi. Đó thì cái bà thầy đó lúc là còn đang ở ngoài Hà Nội, lúc là chị Phượng chỉ còn ở ngoài Hà Nội, thì mới rước chị quay vô để mà chữa cho mình đây. Thì lúc đó chị vô 8 giờ tối, mình đang nằm ở bệnh viện 175. Thì lúc đó chị xuất hiện, chị với mình cũng như là chưa hề quen biết nhau. Xuất hiện thì chị lại chỉ nói một câu, em chăm anh nhé. Cái mình nhìn ngơ ngác với chị nói, dạ, chị cứ chăm. Thì lúc đó là do bệnh viện các bạn biết là làm lén chứ không được làm công khai đâu. Che cái màn lại sợ mình bác sĩ, y tá, coi như là đuổi chị ra nữa. Rồi lúc đó thì không có chữa được cho mình. Thì chỉ mới là vô, mà lúc đó đâu có đem máy đại thần thông đâu, vô đâu được đâu các bạn. Đó thì cái đôi bàn tay của chị mới ấn cho mình. Được 2 tiếng đồng hồ sau, các bạn biết cực kỳ vi diệu. Mình đứng lên thẳng hoàn toàn luôn, giống như cái bác này đứng thẳng lên hoàn toàn luôn. Coi như không cần ai mà đỡ một cái điều gì hết trơn. Thì lúc đó mình mới tin là sự thật 100%. Mình thật với năm, lúc đó mình hạnh phúc vô cùng luôn. Rất tuyệt vời ạ. Điều đó 100% sự thật, mình là bệnh nhân đây, mình cảm thấy điều đó là đúng như cái lời tới của đứa đệ tử của mình. Thật sự là quá vi diệu, cái điều này lan tỏ cho người dân Việt Nam mình hãnh diện luôn, cực kỳ hãnh diện cho đất nước Việt Nam mình. Thì sau khi mà lúc đó là mình 2 tiếng đó mình mới đi được toilet. Thì khi mà mình vô được xong rồi đó, thì lúc đó là chị cũng muốn làm cái tay cho mình nữa. Nhưng mà lúc đó làm cái tay thì lại bị chăm cái kim vô rồi, nên đâu có làm được. Chị nói thôi để về nhà đi, rồi em sẽ qua nhà em chăm cho. Thì lúc đó mình mong muốn được về nhà lắm, nhưng mà bác sĩ không cho. Bác sĩ cứ nói ở lại chăm cho bệnh viện, nó cứ kéo dài mình hoài. Thì lúc đó mình quyết định thôi bây giờ phải cho mình xuất viện rồi. Cứ nằm trong đây giống như là người thực vật vậy, sáng ra lại thiều cái tay mình coi có mà nhúc nhích thì không, cũng đâu nhúc nhích, không có cái gì hết trơn á, nó liệt rồi, nó đâu có làm chữa gì được cho mình. Thì lúc đó là mình mới xin xuất viện về. Thì xin xuất viện về tới nhà thì coi như mình mời chị Phượng qua. Chị Phượng có đi qua cho chăm cho mình thêm 4 ngày nữa. Thì sau 4 ngày như vậy liên tục, không có ngày nằm nghỉ hết, mỗi lần chăm vậy là 5-6 tiếng đồng hồ, chị ta đổ mồ hôi rất là tội nghiệp chị. Rồi sau 4 ngày sau, các bạn biết không, cái tay của mình bắt đầu mình dở lên được.
bắt đầu mình giọng cái tường lên vậy luôn, là trời ơi tôi không tin luôn, coi như cái người mà không nhúc nhích gì được, cái ngón không nhúc nhích được mà bây giờ giọng cái tường được, rồi gãi đầu được, gãi tay được, tất cả coi như là ủa sao kỳ vậy ta, bây giờ sao tự nhiên coi như không có ai kéo lại cái gân tay mình như ngày xưa nữa, nó bung ra hết trơn rồi, coi như là mình thấy mình khỏe hẳn là hoàn toàn lại đó. Mình nói trời ơi, không có gì mà cứ như là tuyệt vời hơn bằng cái máy đại thần thông này hết trơn, quá tuyệt vời. Dạ, rất tuyệt vời ạ. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ. Em biết. Ok, em cảm ơn anh. Dạ, vâng ạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ.